Ngày 31 tháng 8, thành phố Phổ Yên, câu lạc bộ tennis và pickleball thành phố tổ chức giải pickleball nhân kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tham gia giải đấu có đồng chí Hoàng Văn Hùng, ủy viên ban thường vụ, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, đồng chí Vũ Duy Hoàng, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, đồng chí Bùi Văn Lương, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Phổ Yên. Giải pickleball năm nay thu hút sự tham gia của 60 vận động viên đến từ các tỉnh các ban, ngành, đoàn thể và cơ quan đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố. Giải diễn ra trong 2 ngày với 3 nội dung thi đấu: đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ phối hợp. Thông qua việc tổ chức giải, tiếp tục đẩy mạnh phong trào tập luyện thi đấu môn pickleball nói riêng và thúc đẩy phong trào thể dục thể thao nói chung ở các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh, góp phần cải thiện sức khỏe, thể chất, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.